What's your thoughts? Beautiful combinations from... It just seemed like Khulabdam got better as the fight went on. Beautiful shot landed right there by Nungo, came right down the middle. Narrowly misses with the kick, but a beautiful retaliation from Khulabdam takes to the... Out of the blue corner, he is a two-time Lumpini Stadium Muay Thai World Champion. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với những trận đấu Muay Thai đỉnh cao của One Championship chỉ có trên Sao Thể Thao, và chúng ta đang đến với trận đấu của Khulabdam, người sẽ đối đầu với huyền thoại Muay Thai tại One Championship năm. Khulabdam cũng là một võ sĩ Muay Thai cũng có một số trận thắng một cách kỷ lục lên đến 70 trận. Nhưng đó là chưa thấm vào đầu so với 258 trận đánh đã đánh của huyền thoại Muay Thái Nam Hoa. Hai người Thái Lan sẽ chiến đấu với nhau ở hạng cân 57kg, hạng cân Bantamweight tại đấu trường Muay Thái của One Championship. Điều đặc biệt của các trận đấu tại One Championship là các võ sĩ sẽ được sử dụng găng bố nào, cặp găng dành cho bộ môn MMA. Và xuất hiện trên màn của quý vị là Nam Hoa, võ sĩ Muay Thái dày dặn kinh nghiệm với 265 trận đã đấu, 55 trận thua. 265 trận và chỉ để thua 55 trận, một con số rất kinh khủng đối với một võ sĩ. Năm nay là 36 tuổi, mình đã dành cả cuộc đời của mình để thi đấu bộ môn Muay Thái. Nam Mo cũng đã giành được chiếc đai One Championship nội dung Muay Thái hạng quân Bantamweight, nhưng anh đã để mất nó vào tay của Jonathan Hagari, võ sĩ đến từ Anh Quốc. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa Nam Mo và Khulabdam. Và quý vị và bạn đừng quên trận đấu này được mang tới cho quý vị và bạn nhờ sự hợp tác của Sao Thao kết hợp cùng với tập đoàn thể thao giải trí lớn nhất lịch sử châu Á One Championship. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên. Nam Mô là võ sĩ ở góc đài màu đỏ và Khulabdam là võ sĩ ở góc đài màu xanh. Chúng ta có thể thấy là Khulabdam là võ sĩ thi đấu với đối thủ Sao, đối thủ ngược lại so với Nam Mô. Những cú đấm tay sau chân sau của Khulabdam chắc chắn sẽ là khó khăn dành cho Nam Mô. Sự nhập cuộc đầy thận trọng của các võ sĩ. Nó đang là một quả bom nổ chậm thật sự. Khi anh dình dập đối phương và ngay lập tức tung ra những đòn đánh có tốc độ cao, xuất sức sát thương cao. Công thức đã làm lên được thương hiệu của Nam Hoa. Và cùng chờ xem Khulabdam có thể bất ngờ trước người đàn anh của mình hay không. Tình huống giao tranh ở khu vực giữa sàn. Bây giờ thì Nam Mo đang áp sát và phần sân đằng sau phía lưng của Nam Mo nhiều hơn kia. Phần bóng rất tốt của Nam Mo. Điều khó chịu của các võ sĩ Muay Thái khi thi đấu ở bộ môn kickboxing cũng như bộ môn Muay Thái đối với các võ sĩ phương Tây là một phá trụ. Kỹ thuật phá trụ của các võ sĩ Thái Lan thượng thừa, vì những tình huống đá võ trụ nó không có điểm thì cũng sẽ gây sát thương, gây đau thân cho đối phương. Để giành được lợi thế, chúng ta đang được xem hai người Thái Lan đấu với nhau, Nam Mo và Khulabdam. Cái kiểu phá trụ vẫn được cả hai sử dụng rất đẹp. Ngay lập tức sau những cú đá của Nam Mo trồng đòn bằng tay của Khulabdam. He throws that right kick and pulls it away instantly. And just a few moments ago, he threw the right kick and followed up with a right straight. Ngay lập tức là tăng tốc của Nam Mo. Khulabdam cũng đang tăng tốc lại. Đó là không đủ. Cơ số đòn mà Nam Mo tung về phía kia là nhiều hơn rõ rệt. Nhưng Nam Mo phải cẩn trọng hơn trong những tình huống phản công. Đến từ Khulabdam, những tình huống phản công bằng tay rất tốt. Người này đến từ Thái Lan. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao hơn và võ sĩ liên tục đổi đòn.
can fear that left hand. Tiếp tục là sự dồn ép của Lara. Tiếp tục là sự đẩy. Vẫn đang gần lấy lại được phạm vi của mình. Cuối hiệp 1, chúng ta sẽ đến với hiệp thứ 2. Trận đấu ở cân 57kg, 3 tâm quyền, nội dung Muay Thái tại One Championship giữa huyền thoại Muay Thái Nam Mo đối đầu với người đàn em Kulara. Cuộc thi đấu thứ nhất thì cả hai đã không lấy được sự song khắc sáng lấy chơi, nhưng liên tục là những tình huống đổi đoạn. Tiếp tục là sức ép của cả hai. Rất khó đoán định cho các trọng tài khi hai võ sĩ liên tục có những tình huống chạm vào cầm đòn không tính chạm miếng. Cũng là cơ sở đòn về phía nhau là tương đồng, nhưng chúng ta có thể thấy là những cú phang ống, những cú phá trụ của Nam Ngô đang tạo nên sự hiệu quả. Và phá trụ vào chân sau của Kira rất khó chịu. Lam đang lấy những đòn tay vào cơ số đòn chân của Nam Ngô. Sự đi đòn tay của Lam rất nhiều. Nam Ngô đang thi đấu với nhịp độ thi đấu vừa phải, nhưng cũng là một cú đánh đúng đích và rất mạnh. Tích điểm số như là chậm Lam. Đây là tình huống tăng tốc tiếp theo của Lam. Chúng ta đã thấy những đòn trỏ bắt đầu xuất hiện rồi. Bây giờ là dồn ép của Nam Ngô. Cơ sở đòn mà Nam Ngô đang tung ra về phía Kulara là nhiều hơn cho hiệp thi đấu thứ hai này. Đòn đánh rất chính xác. Ở đấu trường One Championship thì chúng ta tự hào có được cơ sở đòn ở những trường thứ nhất. Thì đang thi đấu rất tốt tại One Championship. Chúng ta cùng chờ đợi những trận đấu tiếp theo của đội trưởng nhất One Championship, và chắc chắn sản phẩm sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu giữa Nam Ngô và Lara. Trận giằng co còn được chuẩn bị kết lập, chỉ còn 35 giây nữa là sẽ kết thúc của hiệp hai. Còn bóng với đang được tung ra nhiều, và đó là những đòn trỏ mà cũng đánh sát nhau hơn, chuyển từ cự ly trung bình sang cự ly gần. Một cách cụ bất thành của Nam Ngô. 20 giây còn lại, trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Cú rất đầu của Kulam sau những cú trỏ của Nam Ngô. Và bây giờ là những tình huống đổi đòn. 10 giây cuối cùng, trận đấu đang diễn ra một tốc độ cao, các võ sĩ tích cực đổi đòn. Và bây giờ hiệp 2 đã kết thúc. Hiệp đấu rất đôi công và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ 3. Cùng trận đấu ở cân 300 quen 57kg tại quan trọng sức nội dung Muay Thái. Hiệp đấu giữa Nam Ngô đối đầu với Kula. Đây cũng là hiệp thi đấu cuối cùng. Để khiến cho khán giả trình diễn đẹp mắt với những tình huống ăn miếng trả miếng. Tổ hợp tay chân rất tốt của Kula. Nam Ngô vẫn đang sử dụng những cú chân sau của mình. Kèm theo đó là những cú đánh tay sau, đánh lên một đối thủ kéo nghịch ra vò như Kulara. Nam Ngô lựa chọn những cú đấm và những cú đá bằng tay sau sẽ đi thẳng vào tâm, vào đầu và bụng của Kulara. Anh đang thể hiện rõ lối chơi, nhưng bây giờ sức chống trả của Kulara đang là nhiều hơn và mắt của Nam Ngô cũng đã có vết lạnh. Nó sẽ được ngưng lại và các nhân viên y tế kiểm tra cho Nam Ngô. Các bộ môn thi đấu võ đối kháng, nếu vết thương rách quá sâu, máu đổ quá nhiều thì trận đấu sẽ được ngừng lại và trọng tài đó sẽ tính điểm. Trên gương mặt của Kulara cũng đã xuất hiện những vết xước, nhưng nó chưa đến mức phải chảy máu như Nam Ngô. Khi mà máu đổ ra thì chắc chắn Nam Ngô sẽ thi đấu một cách sung mãn hơn. Và chúng ta đang được nhìn lại cái tay của Kulara đã vào phần vết thương của Nam Ngô, khiến máu chảy ra. Liên tục là những tình huống chạm bóng đá của cả hai, rất tích cực. Trong khoảng thời gian nghỉ thì Nam Ngô chữa trị vết thương
cả hai đang dồi dào thể lực, cơ số đòn tung ra rất nhiều, chúng ta có thể thấy rõ được phần nào các võ sĩ của mình cố gắng chất lượng nhanh hơn và mạnh hơn. Đó là sự dồn dập trong tích cực tấn công. Đây sẽ là hiệp đấu có lẽ năm nay sẽ được đánh giá cao hơn là Fuller đây. Nhưng khi tìm máu đã chảy ra nhiều thì ông cũng sẽ rất suy mãn đang đánh gặp hơn. Liên tục dùng tình huống thấp xa. Bây giờ thể lực đang suy giảm và hai võ sĩ đang sử dụng những đòn đánh của Tuli Vân để tận dụng những đòn cước và những đòn gối, những đòn ưu được che chắn bằng các gác để đảm bảo sự sát thương rất cao. Một phút cuối cùng của trận đấu là gần 57 kg với những môi thái của Wang Chengxi giữa long ngon đối đầu với kia này, được cho thấy được bản lĩnh của mình. Một tình huống búa bay của Kulala nhưng đó là chưa đủ để Hao phải rút xuống. Tiếp tục là những tình huống đùa đòn gối của hai võ sĩ. 35 giây cuối cùng, tiếp tục là áp sát của Kulala đang di chuyển lùi và có những tình huống counter phản công rất chính xác từ phía người của Kulala. Đồ đánh trò cắm bất thành của Nong Ho khi Kula lùi ra. 15 giây cuối cùng, chân sau, chân sau của Nong Ho. Nong Ho biết mình đang có lợi thế rất lớn về thời gian và ngay lúc này thì trận đấu khép lại. Nó cũng đã đổi trên mí mắt của Nong Ho rất nhiều về cúi lạy cảm tạ sự tôn trọng của hai võ sĩ đang được thể hiện trên đài đấu của sân đấu Lumpini huyền thoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những trận đấu muay thái đỉnh cao của Wang Chengxi chỉ có ở trên sao thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo. Beautiful shot landed right there by Nong Ho, came right down the middle, narrowly misses with the kick, but a beautiful retaliation from Kulab Dom. Takes to the air, grazes the chin. Your winner by unanimous decision, Nong Ho! Nong Ho gets the decision win against Kulab Dom. What an exciting back and forth fight it was, and what a return to form for the great